nhờ chiêu đánh vào kinh hoàng tế mà thắng lợi có hiện thê. Mới đây, cô nàng Kim Lính đã chia sẻ câu chuyện về đám cưới của ba mẹ mình. Ba Lính tên Quốc Sử, sinh năm 1967, mẹ là Tuyết Mai, nhiều hơn ba một tuổi. Hiện tại, gia đình Lính đang sinh sống tại Sóc Trăng. Đám cưới ba mẹ cô được tổ chức vào năm 1986. Hồi đó, ba vừa đi học lái tàu chở khách theo chuyến mỗi ngày. Mẹ là khách đi tàu đó. Mẹ đi xoàng xuyên lắm, ba vì ưng nên chẳng lấy tiền tàu của mẹ. Nhà ngoại em kinh hoàng doanh trái cây, ba suốt ngày ghé mua, ghé chơi, một thời gian sau mẹ cũng đổ, yêu ba luôn đó, Lính tâm sự. Hình ảnh ba mẹ Lính trong ngày cưới. Hồi đó, ba Lính sinh ra trong một gia đình khá giả lại học hết lớp 12, trong khi mẹ cô hơn tuổi, chẳng học nhiều như thế. Tuy nhiên vì yêu, họ đã bỏ lỡ mọi khoảng cách. Gia đình ông bà nội khá giả, ba là con út nên được cưng chiều lắm. Hồi ấy, ba học đến lớp 12 cơ, ở quê ai học đến tầm đó là hiếm lắm rồi. Nhưng cuối cùng, ba lại chọn lấy mẹ. Nói chung em nghĩ do ba thích lái máy bay nên quyết định lấy đó. Mẹ Lính hồi còn trẻ. Cưới được chồng nhà giàu nên đám cưới của mẹ Lính cũng trở nên rất khác biệt so với người trong vùng. Mẹ cô là người đầu tiên được mặc bộ giấy cô dâu hoàn toàn phụ kiện ở xã thời điểm ấy. Em cũng không rõ rệt giấy cưới bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn rét mức trị của nó không nhỏ vào thời điểm ấy. Mẹ có nhắc lại rằng khi ấy cả xã chỉ có mẹ được mặc giấy và chụp ảnh cưới. Mẹ cũng cảm thấy may mắn vì ghi lại được kỷ niệm của ngày du quy. Người đàn ông hết mực yêu chiều hiền thê. Sau đám cưới, cuộc sống của ba mẹ Lính không dễ ợ gì nhưng chính cách họ ở bên nhau, động viên nhau đã khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Lính kể tiếp, hồi đó ba lái tàu, ban sơ tàu cũng đông khách nhưng sau này đường sá phát triển nên khách ít đi, cạnh tranh lớn hơn nên ba bán tàu với rét mức rất rẻ rồi tích góp vốn liếng mở cây xăng. Thời gian đầu làm ăn gặp gỡ nhiều sóng gió, trắc trở nhưng ba mẹ luôn ở bên cạnh động viên nhau rất nhiều. Từ bé xíu đến lớn, em chưa từng nghe tiếng ba mẹ cãi giả. Ba hay đi gặp gỡ đối tác ở xa nhưng lúc nào cũng cố gắng về nhà chứ chẳng ngủ chỗ khác đâu. Đi xa thì lúc nào ba cũng nhớ để mua dặn tặng mẹ và các con, chẳng bao giờ quên. Bố mẹ Lính bây giờ. Đôi khi, ba Lính cũng nhắc đến việc lấy hiền thê hơn một tuổi. Tuy nhiên, ông luôn tấm tắc rằng vì tình yêu say đắm của mình thì tuổi tác chẳng bao giờ quan trọng. Lính chia sẻ rằng, ba cô luôn yêu mến mẹ và trân trọng những gì hiền thê đã giúp sức. Hơn 30 năm bên nhau, ba mẹ sống rất hạnh phúc. Có chuyện gì họ cũng chia sẻ và giúp sức nhau. Họ luôn vì nhau, vì các con mà bỏ lỡ hết những vấn đề xảy đến. Ba mẹ thì thầm với nhau ngọt ngào lắm. Họ cũng niềm nở nhau rất nhiều. Mẹ luôn nấu món ba thích, mua quần áo, chăm chút cho ba từng tí một. Ba thì chẳng bao giờ quên những lời khen ngợi, cảm ơn dành cho mẹ. Đôi khi ba nói những câu khen mà tụi em còn nghĩ chẳng bao giờ dám nói ra cơ đấy, Lính nói thêm. Vốn là một người có nhan sắc nên dẫn đào hoa cũng theo chân ba Lính. Tuy nhiên, người đàn ông ấy vẫn một lòng thủy chung và yêu mến cô hiền thê hiền lành đã khăng khít suốt hơn 30 năm nay. Ba đi đâu cũng có người yêu mến, để ý. Tuy nhiên, mẹ mà biết thì chỉ cần nói một tiếng thôi là ba lại phải giải nghĩa ngay. Ba chẳng bao giờ có ý với ai khác ngoài mẹ hết. Ba cũng không bao giờ cố ý khiến ai hiểu nhầm điều gì. Ba là đàn ông kiểu mẫu đấy, không hút thuốc, cờ bạc hay nhậu nhẹt luôn. Ba còn nấu ăn ngon và hay mua vàng bánh cho mấy mẹ con nữa. Họ có hơn 30 năm hạnh phúc bên nhau. Vợ chồng nào cũng sẽ xảy ra xích mích. Tuy nhiên với ba mẹ Lính, soàn thì chỉ có mẹ cô lên tiếng thôi. Ba sẽ lắng nghe rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ sao. Thật tình ba mẹ chẳng cãi giả đâu, chỉ có xích mích chuyện giặt giảnh. Những lúc đó ba lặng lẽ cho mẹ xả hết bực bội rồi ba nhẹ nhàng gọi chuyện như vậy là hòa nhau luôn. Ba trân trọng mẹ lắm, em nhớ có lần mẹ dành tiền mua cho ba cái máy tính bảng 6 triệu. Khi đó chẳng mấy ai dùng số tiền lớn như thế mua máy tính bảng đâu, hồi ấy em thế hệ học tiểu học thôi đó. Ba dùng hoài, đến lúc hư lấy dây thun cột lại dùng tiếp. Sau này nhiều dòng máy tính bảng thế hệ ra ba vẫn không bỏ. Chỉ đến khi nó hư hẳn, không dùng được nữa ba thế hệ chịu cất tủ để dành.
cặp gối nguyên ương mua từ lúc cưới đến giờ, 33 năm rồi vẫn được ba mẹ cất trong tủ, thế hệ lắm. Mẹ mà bệnh là ba lo sốt gió. Mẹ hay có kiểu kinh hoàng điều trị lâu tốn tiền nhưng ba bảo ba lo tất. Cứ khi nào mẹ ốm là ba chở đi viện luôn dù buổi nào trong ngày. Ba bảo mẹ cứ trị bệnh, bao nhiêu tiền cũng được. Nhờ vậy mà bệnh đau đầu của mẹ đã bay biến luôn. Đúng là có nhiều cuộc hôn nhân của ba mẹ khiến chúng ta phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Chính cái cách họ bên nhau, khăng khít, cùng vượt qua gian khổ và những khác biệt đã giúp giới trẻ tin hơn vào cái gọi là tình yêu đích thực trong thời đại bây giờ.